울란바토르는 어때요? 차가 많아서 복잡해요. những chỗ nào cần đi phát âm đây? An, trả lời cho cô câu số 1, mình cần để ý phát âm chỗ nào? Đúng rồi, câu số 2. Đúng rồi, tại vì dây nó có K rồi sau kết thúc là gì đây, hanh chất rồi thêm H đây, đó là những chỗ mình là dây. Chú ý phát âm này, câu số 3. À đúng rồi, đây là xác định cái chỗ phát âm là chỗ nào rồi nghe lại một lần nữa để ý những chỗ đó người ta phát âm như thế nào ha. Đó là ba chỗ là cái phát âm đấy. Nghe lại. 곳은 어떤 곳이 한적하다. Chưa nha. 3. 복잡하다. Rồi bắt đầu. Đó, có 3 điểm đó, bây giờ 2. để ý lại. 다음을 듣고 연습해 보세요. 1. 이곳은 어떤 곳이에요? 물이 깨끗한 곳이에요. 후인 씨 고향은 어떤 곳이에요? 제 고향은 한적한 곳이에요. 3. 울란바토르는 어때요? 차가 많아서 복잡해요. Nghe được kìa, ba chỗ đó chưa? À, nghe được người ta phát âm ha. Rồi bây giờ người con gái trả lời thay là An. An sẽ trả lời ha. 복잡하다. 2. 다음을 듣고 연습해 보세요. 1. 이곳은 어떤 곳이에요? Đọc lại chi từ từ cùng một lần nữa. Cái cứ gì đây? Ok, tiếp. 물이 깨끗한 곳이에요. Đó, ok đó. Thanh nhé, người ta đọc chữ thanh đấy. Tiếp tục. 2. 후인 씨 고향은 어떤 곳이에요? Ok, đọc thành chữ khan đấy. Nghe người ta đọc lại qua nữa.제 고향은 한적한 곳이에요. Đúng, ok, đồng đó, đọc thành chữ khan đúng không? Tiếp theo câu số 3, trả lời tiếp. 3. 울란바토르는 어때요? 차가 Chưa nhé, nghe lại ha.제 고향은 한적한 곳이에요. Rồi, bắt đầu, từ từ nhé. 3. 울란바토르는 어때요? Ok, bột chấp gì đây? Lâu 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 lâu. À, chính xác. Rồi, ok, lại một phát âm ha. Bây giờ các bạn bắt đầu luyện đọc cho cô. Để phát âm được rồi, bây giờ luyện đọc cho cô từ trang 15. Các bạn dịch trang 15 cho cô đi. Trang 15 ha. Trang 15 nó có phần A, B, K, Na, K, Na đấy. Thì các bạn thấy không? Y cầu xương hăng cúc mở lồng mở đầu cô hẻo đấy. Đó. Thì là gì đây? Nó có phần Kana Kana. Cô nhờ hai bạn đọc cái phần đó cho cô đi. Trang 15 ha. Đọc Kana Kana cái phần các bạn đầu bằng kia thì đọc dấu chấm. Và cái bạn dấu chấm thứ nhất, dấu chấm thứ hai. Cái chỗ umsit, betana umsit cũng đọc luôn ha. Đọc hết cái trang 15 cho cô. Từ cái bạn, từ cái hai cái bạn ngồi ăn phở đó cho đến là cái hết cái chỗ đầu tiên. Còn số 1, số 2 để làm để đọc sau ha. Bây giờ thì hai bạn Nguyệt đi. Nguyệt. Nguyệt có Nguyệt không em ơi? À Nguyệt với lại Yến Ngọc đi.
Có nghe Ngọc không Ngọc ơi? Ngọc đây. Ok, vậy cô gọi gọi bạn khác nha. Cô gọi bạn Thu Hương đi. Không có sách à? Thế thì cứ tưởng tượng ra ha. Ví dụ như bạn hỏi, cô cho từ khóa đây, các bạn dựa lên và trả lời luôn ha. Từ khóa thôi, không không ghi chép gì hết. Tại vì hôm trước mình học về mình ngữ pháp là ghi ghi chép chép rồi. Là hôm nay là gì đây? Hôm nay là luyện, cho nên là cô chỉ cho từ khóa các bạn nói vào để nói thôi, để tập phản xạ của mình. Ví dụ như bạn Nguyệt có sách, Ánh Nguyệt có sách đúng không? Ánh Nguyệt. À ví dụ như bạn hỏi là cái món ăn Việt Nam này ha, cứ mà yêu thích bình thường mà luôn mùa là cô hiểu đấy, thì bạn Thu Hường cứ nghĩ ra cứ nghĩ ra là cái món ăn Việt Nam là cái món gì, cứ nghĩ ra mà nói. À ví dụ như gọi là món phở xong gì đó, cấu trúc mình gọi là rồi. Hiểu ý của nó không thường? À đấy, ví dụ như ok, để gọi bạn khác ha. Đấy, bây giờ là Mỹ Linh đi. Ừ đó, Mỹ Linh có sách không? Mỹ Linh à, có. Thì bây giờ là Mỹ Linh là người hỏi, tại vì bạn không có sách thì người hỏi, thì là Thu Hường cứ nghĩ ra. Ví dụ như bạn hỏi món này là món ăn Việt Nam là món gì, thì Thu Hường tự nghĩ ra trả lời. Hiểu ý cô nói không? À cái này được gọi là cái gì, cái này được gọi là cái kia. Ví dụ rồi tiếp theo bạn hỏi là cái này gọi tiếng Hàn Quốc là cái gì chẳng hạn, thì mình cũng tự nghĩ ra là cái này gọi tiếng Hàn Quốc là cái gì. Ok à? Ví dụ như à cái này gọi tiếng Hàn Quốc là quyển sách, à cái này gọi tiếng Hàn Quốc là cái gì đó, mình tự nghĩ ra và sử dụng cấu trúc mình học rồi. Đó. Đấy. Rồi tiếp theo ví dụ như bạn có hỏi là quần áo truyền thống nha, qua đấy, quần áo truyền thống của Hàn Quốc là gì, thì cũng mình cũng biết để gọi rồi, mình tự nghĩ ra để mình trả lời. Những câu đó mình làm rồi và có những câu chưa làm thì mình tự nghĩ ra trả lời. Và ví dụ như bạn hỏi là cái món ăn này tiếng Hàn Quốc gọi là gì, nếu mà tiếng Việt Nam thì là gì, mình trả lời tiếng Việt Nam, còn tiếng Hàn Quốc thì trả lời tiếng Hàn Quốc. Còn ví dụ như là cái hoa quả này gọi được gọi là gì, thì là gì đây, bạn cũng tự nghĩ ra trả lời. Thường chuyện tự nghĩ ra trả lời. Bây giờ Linh hỏi cái thứ nhất là ôm xít này, cô cho từ vựng ha, các bạn khỏi đọc luôn đi, các bạn tự nghĩ nói luôn đi. Ôm xít là hỏi bạn là món gì ha. Thứ nhất là, thứ hai là tông môn đó, con vật gì, tự nghĩ ra trả lời ha. Khoai môn con là đồ vật đấy, đồ vật. Cái này là cái gì? À y cờ xương đấy, cái này là cái gì? Rồi tiếp theo xít môn con khoa yên à, nhiều đó thầy. À hoặc là còn nữa, trơn thông ột đi. À đó, trơn thông ột. Rồi bây giờ hỏi 5 câu này xong mình đổi lại, bạn tự nghĩ ra trả lời. Cái gì mang gọi tên tiếng Hàn là gì, phải có hang cúc man hoặc là bên thế nam man chứ không man không à, hoặc là gì đây. À tiếp đúng rồi, còn không là mua được có hiếu rồi. Tiếp tiếp xài đó, tiếp theo à,
À, em ơn con không cần biết con y cờ xương cũng được. Cái này là cái gì? Cô cho muôn con là từ ấy thôi. Cần cái này cái gì cũng được. Đúng rồi, đổi vị trí cho nhau. À, còn chờ thông nữa, còn chờ thông ụt nữa. Đúng rồi. Còn bên thứ năm nữa. Rồi, ok, đỡ vị trí cho nhau. Tiếp. À, sao khoa là cô heo đã nghĩ trong đầu là sao khoa không có bắt chim đó, để tập mình phản xạ luôn. À, chứ như mình học ngữ pháp là cái này có bắt chim hay không bắt chim nói cái là bị lộn xộn, cho nên là phải luyện quen đó. Cái này không bắt chim, chỉ nghe thấy chữ khoa là không thấy không có bắt chim mà là đi với lạc cô luôn. Tiếp. Đúng rồi, cũng check là có bắt chim rồi đấy. Tiếp. À, bây giờ ngoài Hàn Quốc ra, cô cho Trung Quốc với lại truyền thống của Trung Quốc với Nhật Bản nha. Truyền thống là áo của Nhật Bản là kimono. À, rồi gì đây? Của Trung Quốc là qipao. 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 Cái này là của Nhật Bản, này là Trung Quốc. Rồi, hỏi đi. Tiếp. Đâu, đúng rồi, chim hâu đó có heo, không có bắt chim. Rồi bây giờ tiếp tục nữa nha, hai bạn nữa. Bây giờ à, mình liền đọc cô ha tà rồi. Bây giờ đến cái dẹp ở cái ưng nưng. Cái ưng nưng định ngữ của mình. Bây giờ trên cái trang 17, các bạn dạy thêm trang 17 cho cô. Trang 17 ha. Rồi vẫn tiếp tục hai bạn đó đi, liên tiếp. Đã xong một tiếng nữa cô sẽ gọi hai bạn khác để liền liền sau. Tiếp tục hai bạn nữa, hai bạn à, hai bạn lúc nãy đấy. Ví dụ như ở đây tại vì Thu Hường có sách cho nên là ở đây ví dụ như bạn hỏi là giờ kia ở thì yếu, giống như là cái câu mà nói hồi nãy mà từng nghĩ ra mình nói ha, ở đây là đâu, cô cho tiếng Việt các bạn nói tiếng Hàn luôn, không ghi không chép nữa. Câu hỏi và là gì, mình hỏi là ở tương có thì yếu là cái nơi nào, ở tương có thì yếu ở đây là đâu và là ở đây là nơi nơi nào, thì bạn đối phương phải trả lời à ở đây là, ví dụ như cô nói đấy, ở đây là Sài Gòn và là cái đô thị phức tạp đó, phải có một cái định ngữ vào trong đó các bạn tự nghĩ ra, hoặc là cô sẽ cho từ khóa. Ví dụ như không phải phức tạp mà cô nói là đây là nơi giao thông tiện lợi chẳng hạn, cô cho từ khóa, hoặc là đây là nơi phong cảnh đẹp, các bạn tự ghi ra những từ vựng mình học rồi, hoặc là đây là có những nơi có nhiều tòa nhà cao, hoặc là đây là nơi đường phức tạp khi đi bút chấp hà tạ, hoặc là đây là nơi có rất nhiều người Việt Nam đó chẳng hạn, phải sử dụng như thế. Đó là câu thứ nhất. Ví dụ như là hiểu hiểu cô nói chưa, câu hỏi vậy ghi câu hỏi này giờ kia nương ti dẻo chẳng hạn,
Và tiếp theo bạn sỏi là ở tân có thể. Ở tân có thể là nơi như thế nào? Thì các bạn phải tự nghĩ ra. À, ở đây là đâu đó, tự nghĩ ra Busan hay là Seoul gì đó. Mình tự nghĩ ra trả lời, mình sẽ trả lời Busan như vậy không? Ở tân có thể là nơi như thế nào? Là nơi có rất nhiều biển đẹp. Chẳng hạn Arumtaun bà ta ca mạnh này không? Đó, tôi nghĩ ra ha. Chẳng hạn đấy, đó đó là gì đây? Mình tập phản xạ luôn chứ không phải là ghi chép trong sách trong vở nữa. Hôm nay là luyện cho nên là không sẽ làm, không có ghi nữa. Mà là bạn hỏi cái nào mình tự nghĩ và ứng dụng ngữ pháp mình nói luôn. Đó, đó là một người hỏi mà trả lời ha. Rồi, bây giờ thêm một câu hỏi nữa. Giống như câu hỏi hồi nãy. Mơ hơi hỏi là gì đây? Hỏi sao hỏi là chi cung? Tỷ lệ sơ xa đại ố hoặc là xa cuối sơ hoặc là xa đại ố cũng được, thật sai cuối sơ ố cũng ok rồi, tại vì cuối tà mình chưa học cho nên là các bạn nếu mà có dù sử dụng được thì sử dụng, còn sau này tìm hiểu hoặc mấy cái này cô sẽ cho tìm hiểu sau. Thì bạn kia phải trả lời là các bạn sống ở đâu và thêm gì đây? À, và thêm một cái mình sống ở ở nơi nào, mình giới thiệu cái nơi của mình và thêm một cái định ngữ. À, tôi sống ở ở Seoul chẳng hạn, ở Seoul rất là đẹp hoặc là có sông Hàn rất là đẹp gì đó, phải thêm một cái định ngữ vào trong đó. Đó, khi là trả lời đây hai cái này này, ba cái câu hỏi, còn câu hỏi này trong sách thì cô cho luôn. Còn cần một cái câu nữa như giống như câu hồi nãy, qua cử ca kê trà chu khải ố, thì bây giờ mình không nói cử ca kê nữa, mình thay cửa hàng chẳng hạn như là xích tăng đi. Tại sao bạn lại thường xuyên đi đến cái nhà hàng này? Thì bạn kia trả lời vì món ăn ngon và rẻ hay là như thế nào đó, ngon và rẻ, vì món ăn ngon và rẻ nên tôi thường xuyên đến đó. Cho nên là các bạn là gì đây, tự ứng đáp trong những câu hỏi này, một người hỏi một người trả lời, thì các bạn trả lời phải nghĩ ra nhưng phải có định ngữ vào trong đó, hiểu ý của không? Ok, trình luyện được không? Rồi bây giờ từ câu này câu này câu này ai hỏi trước đây, xong đổi lại vị trí thôi. Where is it tăng trà chu khải đó. Where is it tăng e trà chu khải đó. Đó, mình nói thì có thể bỏ trợ từ nhưng mà gắng cố gắng cho vào thêm cho nó hay. Lặp lại lần lần nữa đi. Thường đâu em? Thường đâu em? À, thường tại sao đi đi đến nhà hàng này thường phải có định ngữ ở trong đó nha. Vì có món ăn ngon và rẻ chẳng hạn thì mình nói như thế nào đây? Đúng rồi. Nên là cha chú khai rồi, rồi lặp lại cái câu đó thử xem. Lặp lại. À, cha chú khai rồi, hoặc là khai chú sát rồi. Rồi lặp lại cái đầu xuôi thì thôi. Hỏi lại đi Linh. Rồi ok, tiếp. Arum là cái nơi đẹp thôi, không chứ không phải là gọi là cái nơi đẹp. Bây giờ cô cho từ vựng là cái nơi giao thông phức tạp và có nhiều cảnh đẹp. Rồi nói như thế nào?
한 것이에요. 휴통이 이래 복잡하고 발화에 근지가 아름다운 것이에요. 아름다운 발 거거든요. 라플라이. 그지? 아름답다. À, lặp lại lần nữa cho xui đi, khi nào xui thì thôi hả, giống như mình nói vậy đó. Ok, tiếp. Cần ghi tôi thì có gì đây? Có cái gì đâu mà không, là nơi có mưa, cái nước sạch sẽ đi, nước sạch sẽ và có nhiều nhiều cái trái cây ngon đi thì nói như thế nào? À, cái cứ tham mua đi mà đi ít về sớ rồi hoặc là dây mua đi cái cứ khai nên có đi vậy là cái nơi mà có mua cái nước rất là sạch sẽ. Lặp lại cái câu này. Đúng rồi, đó, hay đấy, đó, phải mình phải linh động ha. Mình phải linh động giống như mình lấy bây giờ người đang tự nhiên mình đang nói chuyện với người Hàn thì sẽ không nào mà chép chép viết viết như cô cho trên bảng được. Nên là mình phải từ cái biến tập cái phản xạ ngay khi họ hỏi mình nghĩ ra mình trả lời luôn. Đó, nên là gì đây? Các bạn tập ra cái phản xạ như cô nói, bài đầu tiên lúc nào học ngữ pháp thì ghi ghi chép chép, nhưng ở đây đã luyện thì không ghi ghi chép chép gì đó. Mình nghĩ mình đã học ngữ pháp rồi, mình áp dụng rồi rồi. Các bạn cứ áp dụng sai thì mình nói lại, sai mình nói lại như cơ như thường đấy. Ban đầu nói không hay, như lần thứ hai lại nói hay hơn, lần thứ ba lại nói hay hơn nữa. Đấy, đó là cách mình luyện. Đừng sợ sai. Cái sai đó là kinh nghiệm để các bạn nói. Rồi bây giờ đổi lại. À, sao cô mà xích nâng xích kia mà này ít sơ à? Xích. Còn bỏ cái từ xích ra đâu. Bây giờ cô nói tiếng Việt, em nói tiếng Hàn nha. Ngon và có ghẻ và có nhiều món ăn ngon. À đúng rồi, mà xích nâng không xích mà nay ở ma xích nâng nha. Liến cái lên. Liến cái từ sờ đấy, từ ma xích ta đấy, liến lên, kết thúc vào của mình bắt đầu vào nguyên âm mình đọc liến lên. Ma xích ta. Ừ. Đúng rồi, lặp lại lần nữa. À, tiếp. À, xa lại đó. Ở Hàn Quốc thì sao đây?
À, mùa cây sấy á. À, hôm nay có gì đây? Công kỳ, công kỳ, kê cức hà cô. Công kỳ. Và ai trong tao luôn. Núi đi, bây giờ núi đi, có nhiều núi đẹp đi, tại Hàn Quốc nhiều núi lắm. Đúng rồi, lặp lại cho cô. À đúng rồi, bây giờ chưa được cho lắm, bây giờ Thu Hường hỏi lại đi. Linh phải gì đây, logic những cái hồi nãy phải nói hay hơn một lần thứ hai ha. Rồi à, Thu Hường hỏi lại đi. Tiếp. Sao mấy đang nói Hàn Quốc, hồi nãy bạn nói là bây giờ sống ở đâu, bạn nói Hàn Quốc, câu câu cái hồi nãy mới là Hà Nội nè, giờ kia đi à thì ở bạn mới trả lại là gì Hà Nội, còn ở đây là Hàn Quốc à, câu cuối là bạn trả lại là Hàn Quốc đấy, vẫn còn chưa được hay cho lắm ha, về luyện luyện thêm nha, đã tập dần 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 dần, đây là buổi đầu, mới buổi thứ hai thôi, cô thấy là cũng tiến bộ dần dần đó, và sau này các bạn luyện nhiều 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 thế nào cũng sẽ tiến bộ. Đây là tự nghĩ ra, cũng giống như là các bạn bây giờ nói chuyện với người Hàn mà người ta đợi mình viết ra một câu mà người ta nói, mình nói với người ta đi mất tiêu rồi chẳng hạn, đó là tập phản xạ, giống như hai bạn gì đây lên lớp cô cho những cái ý tưởng như thế này để mình nói luôn, mình phản xạ luôn, tại vì ngữ pháp mình đã học rồi, từ vựng cũng có trong đầu sẵn luôn, thì chỉ cần các bạn gắn ghép và để bạn nói thôi đó, cho một chút nhanh nhẹn một chút xíu à, mình tại vì mình phải cần luyện nhiều, cái nào khắc phục nhiều, mới đầu ai không mới đầu học một buổi hai buổi hoặc là một tháng hai tháng mà giỏi cả, phải có thời gian, cần thời gian đó. Luyện càng nhiều thế nào cũng tốt, nước chảy đá còn mòn mà. Rồi bây giờ đọc hỏi xong, thay vì cho các bạn đọc thì cô cho các bạn tự nghĩ ra nói với bạn và với nhau nó sẽ hay hơn. À là đọc, đọc thì mình đọc như cô cho là bài tập các bạn cũng đọc rồi, ở trong sách này thì cũng y chang vậy thôi, không có gì khác biệt cả, và cô cho ở ngoài thì rất là nhiều nữa những cái hay nữa, trong sách thì để chỉ gói gọn bao nhiêu đó thôi, thì là gì đây, các bạn dạy cái trang 18 tới nghe, cô sẽ cho các bạn nghe cái bài một một lần, xong rồi giống như bạn An hồi nãy cô sẽ bật người hỏi các bạn phải trả lời, giống như mình đang giao tiếp với người Hàn vậy đấy, hồi nãy là người Việt nói chuyện với nhau ha, chẳng hạn như bây giờ giống như người Hàn hỏi đấy, cô sẽ cho các bạn nghe cái ABAB xong rồi thì bạn A hỏi bạn phải bạn B phải trả lời, bạn B là các bạn, hoặc là cô cho người B hỏi là trả lời trong đoạn văn này nhưng mà các bạn phải là A à, với phải luyện với cái đoạn văn ở ở đây giống như là mình đang nói chuyện với người Hàn vậy đó, tưởng tượng như thế ha. Rồi bây giờ các bạn nếu mà nghe không rõ các bạn bảo cô bật lên ha. Các bạn nghe một lần để xem cách phát âm từng chữ của người ta như thế nào.
1과 제 고향은 경치가 아름다운 곳이에요. 말하기 1. 라흐만 씨가 동료들에게 고향을 소개해요. 다음과 같이 이야기해 보세요. 라흐만 씨는 고향이 어디예요? 제 고향은 방글라데시 다카예요. 그곳은 어떤 곳이에요? 다카는 우리나라 수도예요. 높은 건물이 많고 사람도 많아요. 조금 복잡하지만 경치가 아름다운 곳이에요. Rồi, nghe lại một lần nữa ha. Ilgwa. 제 고향은 경치가 아름다운 곳이에요. 말하기 1. 라흐만 씨가 동료들에게 고향을 소개해요. 다음과 같이 이야기해 보세요. 라흐만 씨는 고향이 어디예요? 제 고향은 방글라데시 다카예요. 그곳은 어떤 곳이에요? 다카는 우리나라 수도예요. 높은 건물이 많고 사람도 많아요. 조금 복잡하지만 경치가 아름다운 곳이에요. Rồi, bây giờ cô sẽ cho một người nam hỏi ở trong đoạn văn này, nhưng các bạn là trả lời. Ở đây không phải là gì đây, Rahumansi nữa, mà là các bạn. Phải thay đổi ra những dấu gạch 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 chẳng hạn ra, thay là các bạn. Nghĩa là mình, người ta hỏi mình quê hương mình ở đâu, các bạn phải trả lời là quê hương mình ở đâu ha. Chứ không phải là gì trong sách này ha, mình nghe để cách người ta phát âm, cách người ta luyến lấy câu hỏi thôi, còn nơi sống của mình trả lời là khác. Họ là gì đây? Cái người kia trả lời là Bangladeshi, Bangladesh, cái quê hương của cái anh này, nhưng mà quê hương của mình là gì đây? Việt Nam. Thì trả lời Việt Nam. Nơi đó là nơi như thế nào? Thì là gì đây? Mình sẽ hướng dẫn cái nơi của Việt Nam mình như thế nào, hoặc là mình trả lời thành phố Hà Nội đó, Kiên Giang hoặc Hậu Giang gì đó. Việt Nam nhưng mà ở tỉnh nào có thể nói như thế không sao cả. Rồi, ở đây người ta nói là có nhiều tòa nhà và có rất là nhiều người. Rồi, và gì đây? Hơi phức tạp một chút, nhưng là phong cảnh, có nơi phong cảnh rất là đẹp. Thì những cái cụm đó các bạn thay hết cho cô. Giống như hai bạn giao tiếp hồi nãy. Thay vì là có nhiều gì đây, có nhiều mà tòa nhà và có nhiều cảnh đẹp, có nhiều giao thông tiện lợi, thì những từ vựng mình học là mình có gì đây, hồi trước giờ mình sử dụng. Thay vì là nhiều tòa nhà thì mình có là có nhiều sông đi, nhiều sông suối, có rất nhiều sông suối, ví dụ như là cây cối, nhiều cây cối và có rất nhiều sông suối chẳng hạn. Ở Việt Nam mình này, ở tỉnh, những cái tỉnh miền Tây hay nhiều sông suối đó. Rồi gì đây, có nhiều xe. Rồi vì đây, ban đêm, cảnh đêm rất là đẹp chẳng hạn. Cô gọi bạn nào cô sẽ cho từ vựng bằng ở trên đây ha. Từ vựng ở trên đây các bạn tự xem từ vựng mà trả lời. Sẽ không nói ở trong đây nữa ha. Ví dụ như các bạn ở nơi đâu thì các bạn trả lời nơi đó ha. Ví dụ như tỉnh miền Tây, các bạn miền Tây thì cô cho là Cang Y Mạnh. Nhìn xong và ở miền Tây thì ban đêm không có cảnh đẹp, ban đêm là ếch nhái thôi à. Cái gì đây, nhiều sông, cái gì đặc sản này quê mình đây, nhìn xong nè, ghe thuyền đi, có nhiều ghe thuyền, xong nhiều ghe thuyền, bè cộng thêm bè thuyền còn ghe à.
là nơi có rất nhiều sông và ghe thuyền. Đó, là nơi có rất là sông và thuyền và ghe nha. Đó, đó là cái thứ nhất. Rồi bây giờ cô cho từ khóa này, cô gọi cái từ khóa thứ hai để cô gọi thêm một bạn nữa từ khóa thứ hai. Chẳng hạn như nơi nào có nhiều cảnh đêm đẹp. Dạ kani aram tạp tạ. Dạ kani aram tạp dạ kani. Những từ vựng mình học rồi hết rồi đấy. Vì sao mình học từ vựng đấy? Học từ vựng đấy lên bài mình gì đây? Mới nắm từ vựng rồi mình ghép với ngữ pháp mình nói đã, luyện nhiều càng tốt. Ayagi arumtatta, cảnh đẹp đẹp. Không khí tốt cộng với cung ki chục tạ, cung ki ca chục tạ, có trợ từ vào để nhấn mạnh để nói cho hay hơn. Rồi, một nơi có nhiều tòa nhà thấp và yên tĩnh. Kemoni Nako. Nata cộng với chùa Dung Ha Tạ. Rồi thêm một từ nào nữa, câu từ có rất nhiều hải sản đi, biển đẹp và nhiều hải sản ngon. Ba ta dẹp bưu tạ. Từ khóa ha, các bạn làm sao nói đi những từ này thành một câu hoàn chỉnh ha. Cộng với Hemun Masita. Và cộng với từ Mạn Tà nữa. Rồi bây giờ cô gọi một bạn ha. Người ta hỏi mình, bạn đầu tiên trả lời này cho cô, trả lời hết này cho cô luôn đi. Rồi xong rồi cô gọi lại đây, bạn khác trả lời lại. Thôi một bạn thôi, tại vì trả lời nhiều quá mình ghép sẽ hơi bị đuối. Bây giờ An đi An. An làm một lần nữa ha. Rồi người ta hỏi mình trả lời đây, trả lời câu một cho cô ha. Người ta hỏi quê hương mình ở đâu mình trả lời đó, rồi quê hương mình là nơi thế nào thì cũng trả lời nha. Bắt đầu. Rồi. Ilgwa. 제 고향은 경치가 아름다운 곳이에요. 말하기. 1. 라흐만 씨가 동료들에게 고향을 소개해요. 다음과 같이 이야기해 보세요. 라흐만 씨는 고향이 어디예요? 동네 chứ không có nhiều sông, có nhiều sông không? Hãy trả lời đại đi. Cô cho từ khóa trả lại đi.